Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Âm Thanh Tín Nghĩa. Thì hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu một dòng sản phẩm đầu giải mã bên em vừa mới về. Đó chính là DCX3 Pro. DCX3 Pro chính là phiên bản nâng cấp của DCX3. Đấy, thì như mọi người đã nhìn trên màn hình, nó có hai phiên bản màu đen và màu bạc. Đấy, em sẽ đưa sản phẩm lại gần cho mọi người xem nhé. Đây, như đằng trước của DCX3 Pro là có nút nguồn. Đấy, nút nguồn và cũng chính là nút chuyển đổi các chế độ đầu vào. Đấy, có cổng phone này, cổng tai phone này 3.5 và chiết áp tăng giảm âm lượng. Đấy, chúng ta xoay theo chiều kim đồng hồ để tăng âm lượng và ngược theo chiều kim đồng hồ để giảm âm lượng. Đấy, mọi người nhìn thiết kế của DCX3 rất là đẹp, nhỏ gọn. Đấy, nhôm phai xước. Và phiên bản màu bạc là toàn bộ là màu bạc, chứ nó không giống như những con như kiểu là X6 mà K2 là nếu mà màu bạc thì chỉ có mặt trước đây, cái mặt này là màu bạc thôi, còn xung quanh là vẫn là màu đen. Đấy, nhưng đây là con X3 Pro thì lại toàn bộ là màu bạc hết. Đấy, đằng sau chúng ta có các cổng đầu vào như là PC-USB, đấy, cổng quang, cổng đồng trục Cosine và cổng ra AV. Đây là cổng nguồn. Phụ kiện đi kèm của DCX3 Pro bao gồm có một thẻ bảo hành của hãng. Đây mọi người, đấy, và một quyển sách hướng dẫn. Đây là cục nguồn. Đây, em để gần cho mọi người nhìn nhé. Cục nguồn đây là cục nguồn 5V 1A. Đấy, 5V 1A đây. Dây nguồn, và dây USB. Đấy, và đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng. Trong đây là có tiếng Anh và tiếng Trung. Đây mà mọi người nhìn rõ. Đấy, con này giải mã là lên tới 24 bit 192 kHz. Đấy, sử dụng các con chip của Cirrus Logic như là 8416, đấy, chip ESS9023, 5532. Đấy, có hết thông số trong đây. Trọng lượng tối đa của nó là 0,5 kg. Có hết thông số ở trong đây nữa mọi người. DCX3 Pro là phiên bản rẻ nhất của hãng FX Audio rồi. Đợt này thì bên em có về được mấy chục con thôi. Mọi người mà có nhu cầu sử dụng tới đầu giải mã X3 Pro thì liên hệ với em theo số điện thoại mà em để ở dưới màn hình nhé. Và em vẫn nhắc lại mọi người là khi mọi người mua hàng bên em ấy, thì đều được bên em tặng cho một dây quang rất là xịn này. Đấy, dây quang này em đang bán là 135.000, lên 2 mét. Còn ai mà thích 1,5 mét thì em sẽ gửi tặng 1,5 mét, ai thích 2 mét thì em gửi tặng 2 mét. Đấy. Dây quang rất là xịn. Thì video này thì em chỉ giới thiệu qua về X3 Pro thôi. Em xin phép là tạm dừng video của em tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo của em. Xin chào.